bạn đến với Kitty Spa. Kitty Spa là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp tại Biên Hòa, với mong muốn đem đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ tốt nhất bằng các công nghệ tiên tiến. Đặc biệt, với một số dịch vụ được chuyển giao 100% máy móc và công nghệ từ bác sĩ Hàn Quốc. Kitty Spa luôn hướng tới những giá trị thuần khiết của cuộc sống để chắc chắn rằng bạn đã cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn của mình được chăm sóc và nâng niu. Đến với Kitty Spa, bạn sẽ tận hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thư giãn và làm đẹp một cách chuyên nghiệp, thân thiện với không gian riêng tư và gần gũi mang phong cách thuần Việt. Với nhiều gói dịch vụ đa dạng đi cùng chất lượng hoàn hảo, Kitty Spa dần trở thành địa chỉ làm đẹp được nhiều chị em tin tưởng. Chúng tôi tự hào mang đến các dịch vụ làm đẹp tốt nhất hiện nay như chăm sóc điều trị da, trị mụn, thâm nám, tắm trắng, các dịch vụ thẩm mỹ, nhướng mí, nâng mũi, kẻ da, căng bóng da, uốn mi, phun xăm, tiêm filler, giảm béo, tiêm botox, triệt lông, tẩy trắng răng. Kitty Spa hân hạnh đồng hành cùng vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Khi mà làm những cái dịch vụ ở Spa Kitty đây thì mình cảm thấy là máy móc ở đây rất là hiện đại, phòng ốc thì sạch sẽ, đội ngũ nhân viên đây rất là dễ thương và nhiệt tình. Sau khi làm thì em cảm thấy là ưng ý như trên khuôn mặt của em hiện tại như bây giờ, cũng đã hơn 1 năm mấy rồi nhưng mà rất là đẹp. Mọi người cũng nhìn vô cũng chẳng biết là em làm cả những cái vết trường trên mí cũng không có thấy là vết cắt hay là vết sẹo gì cả. Môi thì em cũng đã tiêm nhưng mà rất là tự nhiên và hài hòa trên khuôn mặt của mình. Em muốn nói là vẻ đẹp đó không thể nào mà tự nhiên mà có. Mọi người cứ ghé Facebook chị hoặc là tìm đến Kitty Spa để trau dồi tư vấn và giống như là để mình được đẹp hơn.